Xin kính chào quý vị đang trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng. Thưa quý vị, trước mắt quý vị ngày hôm nay đó là chiếc xe Honda Accord thế hệ thứ 10 mới mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị trong chuyên mục thử xe trước đây. Hôm nay thì chúng tôi có dịp cầm lái lại chiếc xe này để cảm nhận rõ nét hơn về những công nghệ cũng như những tiện nghi mà cái chiếc xe này nó mang lại. Và đoạn đường mà chúng tôi trải nghiệm lần này là từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi trải nghiệm chiếc xe này một lần nữa nha. Thưa quý vị, cái đoạn đường mà chúng tôi chọn để lái trải nghiệm cái chiếc Honda Accord này là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu với cái quãng đường hơn 300 cây số. Tuy nhiên thì cái đường đi về Bạc Liêu hiện nay nó có khá là nhiều đường và chúng tôi chọn ngoài cái quốc lộ 1 là cái đường cũ hay đi thì bây giờ nó có một cái đường mới đi theo hướng Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng đó. Thì cái đường này thì nó sẽ có thể là nó gần hơn, nó ngắn hơn so với cái đường cũ quốc lộ 1. Ở Sài Gòn đi ra thì chúng tôi đi đường đại lộ Võ Văn Kiệt, sau đó vẫn lên cao tốc Sài Gòn Trung Lương để đi và sau đó mới rẽ vào Bến Tre. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi lên đường nhé. Thưa quý vị, hiện giờ thì tôi đang lái xe trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bởi vì từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Bạc Liêu thì nó có hai đường. Một là đi theo đường quốc lộ 1. Và hiện nay thì nó có thêm những cái cung đường mới nữa và chúng tôi chọn cái cung đường là đi qua Bến Tre, Trà Vinh rồi về Sóc Trăng sau đó mới về Bạc Liêu. Thì cái đoạn đường này nó ngắn hơn khoảng 200 mấy cây số thôi so với cái đoạn đường quốc lộ 1 thì nó hơn 300 cây số một chút. Với cái đoạn đường như thế này thì sẽ có đủ thời gian để mình có thể mình cảm nhận, mình trải nghiệm cái chiếc Honda Accord này cho nó rõ ràng hơn. Và trên cái đoạn đường này thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những cái cảm nhận của chúng tôi khi mà lái cái chiếc xe này. Trước tiên thì cũng nhắc lại một chút về cái chiếc Honda Accord thế hệ thứ 10 này. Nó được cải tiến khá là nhiều đó về thiết kế ngoại thất cũng như là nội thất. Ở phía bên ngoài ngoại thất thì nó được thiết kế lại một số chi tiết cũng như là đèn pha với cái công nghệ LED nhìn khá là hiện đại và trẻ trung hơn so với những phiên bản trước đây. Ở bên trong nội thất thì nó cũng được trang bị khá là nhiều tiện nghi, ghế da, vô lăng bọc da, chỉnh điện, trợ lực điện, rồi cần số bọc da, vân vân. Tuy nhiên có một số chi tiết mà tôi cảm thấy chưa có hài lòng lắm ở bên trong nội thất của chiếc Accord mới này, đó chính là những cái chi tiết, ví dụ như là chi tiết chrome thì ok rồi, rất là sang. Còn những cái chi tiết nhựa, giả gỗ ở trên táp lô cũng như là trên táp bi cửa thì giá như mà Honda trang bị cái da thật, cái gỗ thật cho những cái chi tiết này thì tôi nghĩ là chiếc xe, nội thất của chiếc xe nó sẽ sang trọng hẳn lên. Tuy nhiên cái điều mà tôi nghĩ rằng cái gì nó cũng có lý do của nó, có thể là Honda chú trọng hơn đến cái chuyện khác, đó chính là cái chuyện trải nghiệm cho người lái. Qua cái việc trang bị cái động cơ mới cho chiếc xe này, Honda Accord thế hệ thứ 10 này thì được trang bị động cơ 1.5 VTEC Turbo. Chính vì vậy mà nó rất là mạnh mẽ, mặc dù là dung tích chỉ có 1.5 thôi. Đi cùng với đó là cái hộp số vô cấp CVT. Như vậy thì nó giúp cho cái việc sang số nhẹ nhàng, ổn định, và người lái cũng cảm thấy rất là thoải mái khi mà lái xe. Cái vô lăng thì nó cũng không có nặng lắm. Và như vậy thì hoàn toàn đúng với cái tiêu chí mà Honda muốn mang đến cho khách hàng, đó là cái niềm vui cho người cầm lái. Và với cái đoạn đường mà chúng tôi lái trải nghiệm như thế này thì hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được cái niềm vui này từ
từ trên chiếc Honda Accord này. Trở lại với chiếc Honda Accord này thì cái nội thất của chiếc xe này cũng trang bị khá là nhiều tiện nghi, như là ghế da thì mình có thể mình thấy được ngay nè. Rồi nút khởi động start stop, màn hình 8 inch kỹ thuật số có thể kết nối Bluetooth, điện thoại thông minh, Apple CarPlay, Android Auto. Có một cái trang bị cũng khá là thú vị trên chiếc Honda Accord này, đó chính là cái gương chiếu hậu đều được gắn cái camera ở hai bên. Và khi mà quý vị xi nhan phải đó thì cái camera này nó sẽ chuyển cái hình ảnh vô cái màn hình ở phía trong xe nè, để mình có thể mình dễ dàng mình quan sát ở phía bên tay phải khi mà lùi xe hoặc là khi mà đậu xe ở phía bên đó. Tuy nhiên mà khi mình xi nhan bên trái thì cái màn hình này nó không có hiển thị, bởi vì cái ở bên trái thì người lái có thể dễ dàng quan sát hơn là bên tay phải. Honda Accord thì được trang bị nhiều cái chế độ lái, chế độ bình thường, chế độ sport và chế độ eco. Thì những cái nút chế độ này mình có thể mình chuyển bằng cái nút ở dưới ngay tần số đây, nút icon và nút sport. Honda Accord thì được trang bị động cơ 1.5 lít VTEC Turbo, đi cùng với đó là hộp số vô cấp CVT. Cái động cơ này thì nó cho công suất 188 mã lực tại 5.500 vòng một phút, cũng như là mô men xoắn cực đại là 260 Nm tại giải vòng tua từ 1.600 đến 5.000 vòng một phút. Cái cảm giác lái với cái hộp số vô cấp CVT thì mượt mà. Điều này nếu mà quý vị đã lái những cái chiếc xe của Honda thì quý vị cảm nhận được cái chuyện này. Và thưa quý vị, như vậy là với cái quãng đường hơn 300 cây số thì chúng tôi đã có mặt ở thành phố Bạc Liêu. Về những cái trải nghiệm trên chiếc Honda Accord này thì quả thực là nó đã đem đến một cái niềm vui thật sự cho người cầm lái, đúng như là những gì mà Honda muốn gửi gắm, muốn mang đến cho khách hàng của mình. Đặc biệt là khi mà quý vị ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc Honda Accord này, mình cảm thấy rất là thoải mái bởi vì cái hàng ghế sau nó rất là rộng. Nó rộng và cái khoảng để chân nó cũng rộng và cái chiều ngang nó cũng rộng nữa. Chính vì vậy mà giúp cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai, những người ngồi trên xe luôn cảm thấy thoải mái và yên tâm, đặc biệt là khi mình di chuyển trên những cái hành trình dài. Về cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì có thể nói là chiếc Honda Accord này nó cũng có một cái mức tiêu hao nhiên liệu khá là lý tưởng. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục thử xe tuần này tại đây. Hẹn gặp lại trong những chuyên mục lần sau.